vụ tai nạn mỏ đá ở Điện Biên, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân thứ 3 mất tích. Đến trưa ngày 2 tháng 6, công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn tại mỏ đá ở Điện Biên vẫn đang được các cơ quan chức năng tập trung triển khai. Liên quan đến vụ tai nạn tại mỏ đá chôn vùi 3 công dân xảy ra tại tỉnh Điện Biên vào chiều ngày 1 tháng 6, đến trưa ngày 2 tháng 6, công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng vẫn đang được các cơ quan chức năng tập trung triển khai. Trước đó, vào lúc 15 giờ 45 ngày 1 tháng 6, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh thuộc bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khiến 2 công nhân tử vong và 1 công nhân mất tích. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là Hạng A Sở, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại bản Phù Lồng, xã Phô Nhi, huyện Điện Biên Đông; Đinh Văn Ý, sinh năm 1991; và Bùi Văn Hải, sinh năm 1983, cùng quê tại tỉnh Ninh Bình. Đến 16 giờ 15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân Đinh Văn Ý và Hạng A Sở. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 3 công nhân trên nhận nhiệm vụ lên vách đá đặt 3 lỗ mình, mỗi lỗ khoan sâu từ 6 đến 11 mét và đặt 50kg thuốc nổ, lỗ để tiến hành khai thác đá. Khi tai nạn xảy ra, mới chỉ có 1 lỗ mình nổ, 2 lỗ còn lại vẫn còn 100kg thuốc nổ nằm phía trên vách đá và hiện chưa xác định được vị trí. Ngay trong sáng ngày 2 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân thứ 3. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả đang gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết tỉnh đã yêu cầu chính quyền huyện Điện Biên cùng các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân thứ 3. Đồng thời, lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực khai trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường, tìm ra nguyên nhân chính của vụ việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo chính quyền huyện Điện Biên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân đối với 2 lỗ đặt thuốc nổ vẫn còn trên vách đá. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo các lực lượng chức năng ưu tiên xử lý ngay để tránh gây nguy cơ mất an toàn cho lực lượng thực hiện điều tra và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Lực lượng công binh được chỉ đạo phối hợp cùng với các lực lượng chức năng của công ty để xác định rõ vị trí khối thuốc nổ và có phương án xử lý.